Hàng trăm km ngoài khơi đảo Midway ở Thái Bình Dương là nơi ăn nghỉ của một tàn dư thế kỷ 20, tàu sân bay Kaga của Nhật Bản. Bạn có thể thấy những thứ này đã hư dần theo thời gian như thế nào, và thật là buồn khi xem các video về các con tàu này, bởi vì chúng là những ngôi mộ chiến tranh. Trên tàu nghiên cứu Petrel, các nhà nghiên cứu săn tìm manh mối tại một nghĩa trang dưới nước của một trong những bãi chiến trường lớn trong Thế chiến thứ hai. Đây là một trong những trận chiến lớn nhất trong Thế chiến thứ hai, một cuộc giao tranh giữa tàu chiến và máy bay. Thông tin chúng tôi có rất hạn chế, nhưng đây là trận hải chiến rất lớn. Mùa hè năm 1942, 6 tháng sau cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng, xảy ra trận chiến Midway. Các nhà phân tích Mỹ đã giải mã được các tin nhắn từ Hải quân Nhật Bản. Một cuộc tấn công bất ngờ nhằm kiểm soát Thái Bình Dương, nhưng thay vào đó, hàng chục máy bay bị bắn hạ, 4 tàu sân bay bị đánh chìm và ít nhất 2.000 người Nhật bị thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên nhóm nghiên cứu từ Petrel gửi robot xuống nước tìm các tàu chiến bị đắm. Chúng tôi cung cấp tất cả các thông tin này cho Bộ Tư lệnh Di sản và Lịch sử Hải quân, các nhà khảo cổ học, lịch sử học và họ xem qua dữ liệu này và các học giả hiểu rõ hơn về những gì thực sự ở đó. Sau khi được tìm thấy và để bảo vệ cho chính các con tàu, tọa độ của những xác tàu dưới nước được giữ bí mật. Các thủy thủ đã chết dù là người Mỹ hay Nhật, đây vẫn là những nơi an nghỉ phù hợp và cuối cùng cho những thủy thủ này. Chúng tôi tôn vinh sự hy sinh của họ. Tàu nghiên cứu Petrel thăm dò các đại dương chủ yếu để tìm kiếm các tàu đắm trong Thế chiến thứ hai. Nó thuộc sở hữu của Vulcan Incorporation, công ty từ thiện của người đồng sáng lập Microsoft, Paul Allen.